Đây là lần đầu tiên của em sao? Anh không hiểu tại sao em có thể đánh đổi với việc trả thù tình yêu. Làm như vậy có đáng không? Anh có bao giờ biết yêu đâu mà hiểu được cảm giác này. Vậy anh có giữ đúng lời hứa không? Tôi Duy Mạnh đây. Tôi cần anh giúp tôi một việc. Nhớ, nhẹ ta thôi nhé. Dạ, tối nay hai bác bay ra Hà Nội. Từ chừng nào thì hai bác mới trở lại Sài Gòn? Hai bác cũng chưa biết nữa. Lần này hai bác ghé con đó thì cũng có ý là muốn gặp mặt cháu rể. Mà tiếc quá hôm qua không có gặp. Dạ, tại vì hôm qua công ty con nhiều việc đó. Cho nên là con phải mang hồ sơ về nhà anh Dũng. Em, anh xin lỗi nha. Trời ơi, anh đi gặp thằng Hùng. Em biết thằng Hùng không? Thằng Hùng bánh bò. Ngày xưa học chung trường với mình đó, em nhớ không? Tự nhiên cái nó buồn chuyện gia đình vợ con gì đó, nó kêu anh ra ngồi nghe nó kể chuyện. Trời ơi, kêu ngồi lai rai uống mấy chai thôi. Ai nhà đâu anh phải lắng nghe quá trời quá đất được không? Cuối cùng rứt ra không được luôn em. Xin lỗi em nha. Ủa hai bác đâu? Đi đó hết rồi hả? Trời ơi, đồ ăn quá trời quá đất luôn. Anh gấp cho em ăn ha, em ăn ha. Đây nè. Biết Miên à, Miên. Dừng xe, anh không dừng xe tôi nhảy xuống bây giờ đó. Em làm gì em nóng dữ vậy? Anh có biết là em phải giải thích như thế nào với hai bác của em về sự vắng mặt của anh không? Anh không xem trọng gia đình của em, vậy thì anh đâu tôn trọng em đâu. Lúc sáng sau khi họp xong, em đã dặn anh những gì anh có nhớ không Dũng? Là bác của em ghé qua nhà mà không gặp của em, cho nên họ muốn gặp anh tối nay rồi sau đó bay lên Hà Nội gấp. Em đã dặn đi dặn lại nhiều lần rồi, em không hề muốn gây chuyện mà anh là người gây sự trước đó Dũng à. Trời ơi, chuyện có gì đâu đâu. Anh sẽ xin lỗi hai bác được chưa? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh thích hai từ xin lỗi đó hả Dũng? Anh chọc cho người ta nổi điên rồi sau đó anh nói xin lỗi là hết chuyện sao? Làm cái gì vậy? Tôi tự đón taxi về. Em, để anh chở em về cho. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Chở em về cho. Tôi không có giải thích gì hết. Thì cái tại hồi nãy thằng Hùng nó đang buồn,
nó kêu anh ra, nó kể lại khóc lóc tùm lum tùm la hết á. Anh cứ nghĩ là ngồi nghe chút xíu thôi, ai ngờ trễ đến bây giờ. Cho anh... nên là anh Hùng quan trọng hơn là gặp hai bác của em hả? Trời ơi, anh xin lỗi mà. Em Nguyên, Nguyên cho tôi hỏi có ai hay không vậy? Thằng Dũng nó được mọi người thương yêu, đùm bọc che chở nó. Con nói vậy không có phải đâu Hai Vân ơi. Con dẫn nó đi đâu vậy? Để nó ở đi với cha, cha sẽ sống chung với nó con ơi. Hai Vân, con đừng làm vậy, con đừng làm vậy. Hai Vân, Hai Vân, Hai Vân, Hai Vân. Cha, cha có sao không cha? Cha, cha, cha gặp ác mộng hả cha? Cha không sao đâu. Tụi con đi ngủ đi. Tắt đèn ngủ đi con. Anh, cô kèm điện thoại đi. Alo.
Ai vậy? Mộc Miên hả con? Sao con ở giờ này? Có chuyện gì vậy con? Sao con khóc vậy? Nói cho thím ba nghe đi. Hả? Thằng Dũng? Thằng Dũng sao? Mộc Miên nó nói gì vậy chị ba? Chị ba? Con lại điện thoại tiếp coi. Alo, Mộc Miên, con còn đó không? Mộc Miên, Mộc Miên. Anh. Mộc Miên. Anh. Có chuyện gì vậy con? Sao con đứng im vậy? Con ôm ơi vậy sao vậy? Chị ba. Coi chạy nghe coi. Sao chị im lặng vậy? Có Mộc Miên nó nói cái gì? Có chuyện gì? Chị ba. Dạ. Thằng Dũng nó bị xe đụng nặng lắm. Đang nằm cấp cứu ở nhà thương á. Sao? Dạ. Vô lấy đồ. Đi lên Sài Gòn liền với cha. Lẹ lên. Lẹ lên đi nè. Dạ. Mình bị gì vậy con? Gì vậy con? Sao rồi con? Sao rồi con? Sao? Dũng sao rồi? Anh đang chụp CT rồi, bác sĩ nói là đang xem xét. Trời ơi, cháu Tùng đã xảy ra dữ vậy. Bác sĩ. Cháu Tùng sao rồi bác sĩ? Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hữu Dũng? Nhà đây tất cả là người nhà. Tất cả luôn á. Mọi người bình tĩnh. Dạ. Tôi cần một người quyết định trong chuyện này. Dạ, tôi là ông nội của cháu. Bác sĩ cần gì? Mời ông theo tôi. Dạ. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy mình ơi? Tình trạng của bệnh nhân là do chấn thương đầu dẫn đến xuất huyết vòm màng cứng, các mạch máu nhỏ bị đứt nên dẫn đến xuất huyết vòm mô não gây hội tụ máu tràn vào não. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật để lấy máu tụ ra, thường bác ký tên vào để chấp thuận cho phẫu thuật. Cha. Cha. Mình ơi sao lâu dữ vậy mình ơi? Trời ơi, thằng Dũng chưa có chết. Dũng ơi, con đừng có chuyện gì xảy ra nghe Dũng.
Cha đói rồi, gửi bánh mì cho cha ăn đi. Mấy chú ăn đi. Cha, ăn miếng bánh mì đi cha. Mình cha ăn đi lấy sức đi. Con được chị ba ăn miếng bánh mì. Ăn đi chị ba. Con chị ăn đi con. Cầm miếng đi cha. Cứ cầm đi chị ba. Cầm đi cha, cầm đi để chút cha con cha đói cha ăn. Anh Tư, cầm đi anh Tư. Cha nước mà cha. Đây đây. Đưa chị ba ăn cái luôn. Chị ba. Qua miếng ăn đi con, uống đi con. Cha ơi, cha phải ăn để lấy sức chứ cha. Vậy này. Cha uống miếng nước nghe cha. Cha uống miếng nước đi cha, anh Tư uống nước anh Tư. Lu bu về chỗ ngồi đi. Bác sĩ ơi, sao rồi? Bác sĩ ơi, mình ơi, sao vậy? Mình không làm gì hết vậy mình có chuyện gì? Mình tỉnh coi. Thằng Dũng có chuyện gì rồi mình ơi? Trời ơi, Dũng ơi, con có chuyện gì con cũng phải gì đâu. Để cho Thiếp gặp mặt con nha. Ngồi xuống đi. Bệnh nhân bị tụt huyết áp nên chúng tôi mời bác sĩ đến coi tình hình như thế nào. Trời ơi, mình ơi, cái gì? Em nghe nói là thằng Dũng bị tụt huyết áp đó. Bác sĩ mới nói kìa. Trời ơi, vậy là thằng Dũng chết rồi mình ơi. Cái miệng của hai bà nhắm tà la vậy. Chị ba. Trời ơi, chị ba có sao không kìa? Chị ba sao vậy? Chị ba làm sao vậy chị ba? Ba bình tĩnh nha ba. Chị ba bình tĩnh nha chị ba. Anh là người thân bệnh nhân nào vậy? Dạ, Nguyễn Hữu Dũng. Chị? Dạ, cũng Nguyễn Hữu Dũng đang mổ ông Trọng đó chị. Dạ, vợ tôi. Chị ơi. Chị. Sáng rồi ngủ gì nữa chị? Chị là người thân bệnh nhân nào vậy? Dạ, Nguyễn Hữu Dũng. Dạ, đi chung. Dạ. Dạ, gia đình. Dạ. Anh ơi, dậy đi, chỗ này phải chưa ngủ anh ơi. Sao? Anh ơi, dậy đi anh. Chỗ này phải chưa ngủ. Bác này là thân nhân của ai vậy? Đây là ông nội của Hữu Dũng đó chị. Ở đây á chỉ được ở cái hai người thôi. Người ra mà ngồi chật cứng như anh em vậy. Mấy người ra bớt đi. Bà kỹ như vậy hồi á bác sĩ ông la tôi chết. Tôi xin lỗi cô nghe. Tụi con ơi. Dạ. Tụi con đi ra ngoài hết đi. Đi ra ngoài hết đi. Đừng có làm phiền người ta. Cha, thấy sao rồi cha? Thấy trong người đỡ chưa cha? Dũng sao rồi con? Dạ, nó qua cơn nguy kịch rồi cha. Dạ. Nó ra ngoài phòng điều dưỡng rồi. Dạ. Dạ, có mấy thím ở trển chăm sóc cho nó rồi cha. Dạ. Dạ đúng rồi đó cha. Giờ cha nằm nghỉ cho khỏe đi. Mọi chuyện qua rồi. Dạ. Ha mấy anh. Dạ. Cha yên tâm nghỉ nha cha. Dạ. Cha nằm nghỉ. Giai đoạn nguy hiểm đã qua, ca mổ đã lấy được máu tụ trong não của bệnh nhân. Nhưng do não vẫn còn tổn thương nên bệnh nhân chưa thể tỉnh lại được. Có thể 1-2 ngày hoặc lâu hơn bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chuyện này cũng khó nói trước được. Tất cả phải nhờ vào ý chí và sự cố gắng của bệnh nhân cùng với sự khuyến khích và động viên của người nhà. Giai đoạn này, bệnh nhân không thể nói được nhưng có thể nghe được những gì người nhà nói. Mọi người phải kiên nhẫn và thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân. Những kỷ niệm, ký ức là liều thuốc tốt nhất giúp bệnh nhân mau hồi phục.
anh nè. Anh phải mau tỉnh lại nghe. Ông nội và mọi người đang có mặt đầy đủ ở đây để chờ anh tỉnh lại. Mọi người lo cho anh lắm. Nhất là ông nội. Sức khỏe của nội yếu lắm. Cho nên là anh phải ráng tỉnh dậy để cho nội khỏe nghe anh. Kế hoạch quảng cáo khu vực đồng bằng sông Cửu Long do anh kiến thiết đang thực hiện dở dang. Anh em trong công ty đang chờ anh tỉnh lại để cùng với họ tiếp tục thực hiện chiến dịch này. Bằng mọi giá anh phải tỉnh lại nghe anh. Anh chờ anh tỉnh lại. Không bao giờ làm cho anh giận nữa. Anh có chấp nhận lời xin lỗi của em không Dũng? Anh có nghe em nói gì không? Mình phải đi đặt tiệc cưới. Anh và em còn phải đi xem thực đơn nhà hàng cho tiệc cưới của mình. Nói gì công dụng. Dương, con tới thăm Dũng rồi hả? Vô đi con. Chị Miên. Hương. Anh Dũng sao rồi chị? Đã qua cơn nguy kịch rồi em. Chị, nhìn chị có vẻ xanh xao quá. Cứ như vậy hoài sao chị chịu đựng được? Con nghe không? Ai cũng thấy điều đó hết á. Tại sao con cố chấp vậy? Vì biểu nó đi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Mà nó không chịu nghe lời gì. Hay là chị đi với em xuống thăng tin kiếm gì ăn nha. Chị không muốn ăn. Không muốn ăn thì cũng phải ra ngoài hít thở không khí một chút. Chẳng lẽ chị cứ như vậy hoài, rồi chị bệnh rồi ai chăm sóc cho anh Dũng? Bây giờ nếu mà anh Dũng tỉnh dậy á, thấy chị tiều tụy như vậy thì sao anh vui được, đúng không? Đi đi con. Đi dạo một vòng đi rồi lên. Để má ở đây, má canh thằng Dũng cho con. Đi đi. Con nhỏ này. Thím ba. Dạ, chào chị. Một Miên à. Để thím thay con chăm sóc thằng Dũng một lát. Con yên tâm đi. Con cũng phải ăn chút gì chứ. Đi đi chị. Đang xuống dưới cái gì? Ừ. Dạ. Ừ. Thím ba mà không lên tiếng á, chưa chắc gì nó chịu đi đâu. Từ ngày thằng Dũng nó xảy ra tai nạn như vậy, tôi nhìn thấy Mộc Miên mà tôi xót xa quá à. Mà không biết làm sao giúp được con bây giờ nữa.
Ngày nào thằng Dũng còn chưa tỉnh lại thì Mộc Miên làm sao yên lòng được chị? Từ khi thằng Dũng xảy ra tai nạn, con Mộc Miên lúc nào nó cũng luôn miệng nói là tại nó. Trời đất ơi, chuyện xảy ra như vậy đâu có ai muốn đâu thím ba. Mà không biết trời xui đất khiến làm sao á, thằng Dũng nó bị tai nạn, trong khi không còn bao lâu nữa là tới ngày cưới rồi. Rồi bây giờ không biết khi nào thằng Dũng nó tỉnh dậy, rồi không biết có phải giờ ngày đám cưới lại không thím ba. Thím ba, bộ tôi nói cái gì sai hả thím ba? Dũng ơi, con hãy mau tỉnh lại đi. Con và Mộc Miên phải vượt qua được giai đoạn này, và tụi con phải được sống hạnh phúc với nhau. Chị uống đi. Nếu lúc đó chị đừng quá nóng giận thì anh Dũng không xảy ra chuyện. Chính chị là người khiến cho anh Dũng bị như vậy. Chị đừng có tự trách mình như vậy. Chuyện tai nạn đâu có ai muốn đâu. Em biết không, dạo gần đây do công việc quá nhiều, là chuẩn bị lo cho đám cưới, cho nên là sức khỏe của anh Dũng sa sút hẳn. Có đôi lần chị thấy anh có biểu hiện say sẩm, do chị quá chủ quan, không lo sức khỏe của anh. Chị thật đáng trách đúng không Hương? Thôi mà chị, bây giờ cái điều cần nhất là chị phải lo cho sức khỏe của mình. Nếu như bây giờ chị đổ bệnh á, ai sẽ lo cho anh Dũng? Rồi còn biết bao nhiêu chuyện ở công ty nữa đang rất là cần chị giải quyết. Chị phải nghe lời em chứ. Chị không có thiết gì hết. Bây giờ điều chị mong muốn là nhìn thấy Dũng mau bình phục. Chị Hương, chiều nay... Ngọc Tiên. Dạ. Chị nhờ em chút. Lát nữa em cầm sắp hồ sơ này nè, chuyển qua bên công ty D&T giùm chị nha. Dạ. Chuyển gấp. Ok. Chiều nay anh muốn nói chuyện với em. Chúng ta gặp nhau ở nhà hàng nha. Xin lỗi, chiều nay em bận rồi. Thì em cứ xong việc rồi đến. Anh sẽ chờ em. Dũng ơi, con thương nội, con phải ráng tỉnh lại. Con vẫn cứ nằm về ngoài, nội còn sao khỏe được. Ông nhìn kìa, cái mặt của nó dễ thương làm sao á. Nhìn nó hiền lành phúc hậu ghê vậy, vậy mà phải chịu cảnh nằm một đống vậy. Con ơi mẹ, con nghe chú nói gì không? Con phải kiên cường lên, bằng mọi giá con phải tỉnh lại, con biết không?
Ông à, tôi nghe nói nếu mà mình muốn cháu mình nó tỉnh lại á, mình phải kể chuyện ngày xưa cho nó nghe. Chuyện càng xa lơ, càng xa lắc là càng tốt á. Ông nhớ chuyện gì ấy ông kể cho nó nghe đi. Dũng à, con có còn nhớ không Dũng? Hồi đó con còn nhỏ lắm, con nhớ không? Cái hồi mà 3 năm mới quen với 3 năm mày á, ba ai thường dắt mày qua đó chơi, mày nhớ không? Thì 3 năm mày nói là ba có con rồi mà còn ghẹo gái, con nhớ không Dũng? Chứ còn gì nữa, ai mà đi ghẹo gái ẩm theo nhóc đâu. À, lúc đó con nhỏ mà con lanh ghê nha. À, để thím nhớ coi, lúc đó thím mận với ruộng á, rồi cái hai chú cháu đứng trên bờ chọc thím quá trời. Làm lúc đó thím mắc cỡ quá, thím không biết thím làm gì nữa. Lúc đó con dễ thương thiệt là dễ thương vậy đó. Không làm gì trên bờ vậy ta? Ghẹo gái chứ làm gì? Ủa, ghẹo ai trong nhóm mình vậy? Ghẹo lành chứ ai? Con gì đây? Con gì đây? Cho tôi hỏi thăm với nè. Ôi, tôi dở thăm đó nha. Đã cãi vậy. Thì bỏ nhiều bỏ nhỏ lên đó. Nếu mà ngày nào cũng vậy thì mình chắc mình bể bụng à. Lên về còn nấu cơm cho ổng ăn nữa. Không, tôi cũng đi về, tôi giặt đồ lát trời mưa à. Nhanh lên chị, nhanh lên, nhanh lên con ra. Lanh cái gì? Lanh đi về nhà sao? Sao về sớm à? Trời đất ơi, anh nhìn cái giờ đứng giữa trưa vậy mà sớm cái gì? Trưa trật rồi. Hai cha con anh làm trò khỉ gì vậy hả? Bộ không có chuyện làm gì hả? Anh á, lớn già đầu rồi, tự nhiên dẫn con mình bắt con mình làm ba cái trò kỳ cục, biết mọi người người ta cười, người ta khó chịu lắm không? Cái ấm của người ta uống nước đập thủng luôn à. Cái ấm bị bóp rồi, mốt tôi mua ấm mới tôi đền cho. Tôi không có cần đền, đừng làm cái trò đó là được rồi. Tránh ra. Chút là gì? Nãy em thấy chị cười lớn nhất mà. Đúng không? Con cười lớn nhất luôn. Ê, chị cười hồi nào? Chị không có cười. Nước mặn nít á, không có nói dối nha. Hồi nãy tôi đứng trên bờ nè, tôi nhìn xuống ruộng, tôi thấy Lanh hả, cười miệng rộng nhất đám luôn. Hả? Ừ rồi đó, tôi cười đó rồi sao? À, cười là cười, cái vô duyên của hai cha con anh á, rảnh quá à. Đi cua gái mà ẩm con theo. Em á, em mới mốt không được theo ba làm cái chuyện đó nghe chưa? Dạ. Chọc gái như vậy là hư lắm, biết không? Em biết. Một lần nữa hả? Chị tới nhà em, chị mét má em cho mà coi. Em đâu có má đâu mét. Mà má em đi xa rồi, không có giờ nữa. Cũng mong ba. Thì ra là vậy. Tội nghiệp thằng Dũng quá. Còn nhỏ mà đã mất cha mất mẹ rồi. Vậy là nó có tới mấy người cha lận hả? Tụi anh á, người nào cũng thương hết. Đi đâu cũng na nó theo. Mấy anh em thay phiên nhau dữ đó. Đi cô gái mà dẫn nó theo luôn. Rồi ai giám sát vô? Có chứ sao không. Trời đất ơi, ai mà gan cùng mình quá vậy? Chỉ tôi coi thử coi. Cái người đó ở đâu? Sớm mình luôn hả? Đây nè.
vô duyên, quỷ à. Ai thèm thích anh. Dũng, Dũng, lại ba nói nghe này. Rồi má đi con, má Năm. Má Năm, kêu nữa đi, kêu nữa. Năm. Chạy hư con hết không à, vô duyên. Má Năm ơi, kêu Năm. Má Năm. Kể từ đó em mới thấy anh là người đàn ông đáng để cho em tin cậy. Thì đó, ừ, chính vì vậy bà mới gặp đầu làm vợ thôi. Cũng mau quá anh ha. Em nhớ cái lúc mà em bị sảy thai đó, bác sĩ nói là em không thể sanh con được. Cái anh nói là không có sao, mình đã có một đứa con trai rồi mà, lo gì. Kể từ đó em mới thấy được tình thương của anh đối với thằng Dũng thật là vô bờ bến. Dạ. Anh Tư. Thằng Dũng sao rồi? Anh vô nói chuyện với nó một chút đi. Mong là anh em mình sẽ có cách làm cho nó tỉnh. Thôi tôi đi. Ủa? Chú Thêm Nằm. Chị Tư. Mình ơi, chú Thêm Nằm nói gì mà có vẻ cảm động dữ vậy mình? Thì hai vợ chồng nó nói chuyện cho thằng Dũng là nhớ lại kỷ niệm xưa mà. Tội nghiệp. Thấy mặt mày đỏ hoe à, chắc là không kèm được xúc động. Dũng ơi, Dũng à, chú Thêm Năm nói gì con ráng nhớ nghe con, rồi từ từ hồi phục lại nghe con. Thằng Dũng nó nghe được á, tôi con bà. Sao vậy mình? Vợ chồng nó nhắc lại kỷ niệm xưa của vợ chồng nó không à. Nào là mới gặp nhau, tìm hiểu nhau, rồi yêu nhau gì không à. Chứ có liên quan là tới thằng Dũng đâu mà kêu nó tỉnh. Vậy lãng xẹt vậy. Vậy là không có vô đúng đề chủ đề rồi mình ơi. Dũng ơi Dũng, nếu vậy con làm ơn nghe con, con đừng có nhét cái gì vô đầu con nghe, rồi mất công con tẩu quả lắm nghe con. Bà vô đây còn tào lao nữa rồi đó. Đi đâu không nói không đàn gì cho tôi biết hết trơn vậy. Em xuống cửa bệnh viện chứ em đi đâu đâu. Bà hay quá ha, làm như bà rành đường trên này lắm vậy. Em chỉ chạy ra ngoài chút xíu thôi mà, làm gì la ung sùm vậy mình. Hết lo cho cha, lo cho thằng Dũng, bây giờ phải lo cho tới bà nữa. Chạy đâu mà chạy lung tung rồi. Rồi mua ba cái giống này và làm gì đây hả? Tự nhiên mua sữa rồi mua trái cây gì rồi làm gì vậy? Mua cho thằng Dũng. Trời đất ơi, bà không thấy nó nằm đấm đây sao nó ăn uống gì được mà bà mua cho nó? Thì nó ăn không được rồi em ăn. Trời ơi, bà đi thăm bệnh hay bà đi du lịch? Chứ làm sao nữa, chẳng lẽ bỏ nó ôi nó thối ha. Nếu nó không ăn được thì em ăn, rồi mình ăn đặng lấy sức, đặng mà lo cho cha rồi lo cho thằng Dũng. Rồi rủi như thằng Dũng nó có tỉnh lại bất ngờ á, thì nó đói bụng nó có cái nó ăn. Mấy bữa rày nó có ăn uống gì đâu. Chẳng lẽ nó nằm bất động vậy suốt cả đời sao mình? Trời ơi, sáng giờ bà có ăn lá mơ không vậy hả? Nó chuyện gì đâu mà tào lao không à. Thằng Dũng nó phải tỉnh, nhất định nó sẽ tỉnh. Đẹp không? Mẹ của con lúc nào cũng đẹp mà. Mẹ nè, vở kịch sắp đến hồi kết thúc rồi. Nè, ráng đợi con thêm một thời gian nữa đi. Con sẽ đưa mẹ đi đến một nơi thật xa. Hai mẹ con mình sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ có thích như vậy không? Thôi con về nha. Vài ngày nữa con sẽ vô thăm mẹ.
Tôi không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà cô Diệu Hương thay đổi quá trời. Đúng là không ngờ. Sao con ở đây? Tụi con hôm qua thăm Dũng coi nó có cần gì không con? Dạ khỏi cha, ở bên đó không có đòi hỏi gì hết á. Con nói vậy là sao? Dạ không có. Ý con nói là ở bên đó đó có ông Ngọc Nguyên, rồi có chị Ba, có vợ chồng của anh Tư, rồi chú Sáu bên đó nữa nên ba khỏi lo. Dạ đúng rồi cha. Cha muốn đi thăm Dũng mà sao tụi bay cứ cản cha hoài không biết đó. Tại tụi con thấy cha còn yếu, rồi Dũng nó cũng mới vừa mổ xong nữa. Dạ. Để khi nào cha khỏe hẳn đi rồi cái cha qua cha thăm nó, không ấy nó chạy qua đây nó thăm cha cũng được mà, đúng không? Nhưng bây giờ cha khỏe rồi mà cho cha qua thăm Dũng đi. Nhưng mà bác sĩ đã dặn rồi, mình cứ y như lời bác sĩ đi hả cha. Từ từ cũng được mà. Dạ. Em đưa sữa. Dạ. Cha, cha uống sữa nha cha. Cha uống sữa cha. Nó nóng quá cha. Anh nè, hôm nay em đã hoàn thành tiếp giai đoạn 2 mà kế hoạch anh đề ra rồi đó. Nhà em cũng đã cho triển khai quảng cáo trên khắp chợ của 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Anh mà tỉnh dậy á, em sẽ chở anh về dưới để xem những mẫu quảng cáo đó, thật đẹp và ấn tượng. Tổng kết doanh thu tháng rồi vượt mức chỉ tiêu đề ra. Anh thật là giỏi, em rất là ngưỡng mộ anh. Em ngày càng hãnh diện về anh biết không? Anh xem nè, hôm rồi mình chưa chụp hình đám cưới đó, rất là đẹp. Anh xem đi, tấm này nè, em cười rất là tươi. Còn anh này không có cười gì hết á. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi. Cớ sao ta còn xa nhau để hiu hắt tháng năm buồn đau. Còn tấm này nè anh, tấm này thì anh cười hết miệng luôn. Nhìn mặt anh giống như baby vậy đó. Mấy ngày qua anh làm việc quá sức rồi.
Sao nghe em tỉnh dậy? Sao thật là khỏe? Nếu mà còn tiếp tục công việc đang dở dàng, rồi mình còn chuẩn bị đi ra đám cưới nữa. Danh sách khách mời em đã lên hết rồi. Anh sẽ đưa theo ai thì giờ bổ sung bàn tay anh thật là ấm áp. Bàn tay này sẽ che chở cho em suốt cuộc đời. Anh có nghe em nói nha Dũng? Hứa với em đi, anh phải là người che chở cho bao vây cho em suốt cuộc đời. Chút mơ mộng nhớ ra diễn trong lòng, chuyện tình đôi ta theo tháng năm không rời xa, vượt ngàn dòng tố phong ba. Em cho tôi mơ cầu hạnh phúc để rồi một lần lỡ sai đường, vẫn không trách không hờn. Từ ngày quên em tôi hết cô đơn buồn tênh, đợi chờ đôi mắt ngoan hiền. Vì em chưa hiểu ra nên em chẳng tin, không cho tình yêu vững bền. Làm sao em hiểu ra bao thiết tha tình tôi, để lạnh lùng theo những tháng năm buồn trôi. Hỡi em, tình ta qua bao sóng mênh mông buồn vui, trao em niềm tin giữa đời. Vì yêu em mà thôi xin chấp nhận đời chờ, rồi tình yêu đến đây xóa tan cơn mộng.